Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm. Và mình là Mỹ Oanh. Mặt nạ giấy nè, mặt nạ xét nè, mặt nạ bột nè, hoặc là mặt nạ dạng kim nè, xuất hiện từ rất là lâu trên thị trường rồi. Nhưng á, vài năm gần đây á, thì rộ lên một cái sản phẩm mới mang tên là mặt nạ ngủ. Nếu như ban ngày á, chúng ta tập trung tạo cho da một lớp màng bảo vệ để ngăn chặn sự xâm nhập của môi trường nè, thì ban đêm á, chính là lúc thư giãn và phục hồi cho làn da, để khi mà mình thức dậy á, sẽ có một cái làn da mịn màng và căng bóng. Và ngày hôm nay á, thì chúng ta hãy cùng Oanh review một sản phẩm mặt nạ ngủ đến từ nhà Yurian nhé. Trên tay Oanh á, đây là một cái mẫu dùng thử 15ml Yurian Water Sleeping Mask. Và sản phẩm này được bán ra thị trường với dung tích lớn hơn là 50ml. Nhưng mà chỉ mới vừa dùng thử thôi thì Oanh đã cảm thấy là cực kỳ yêu thích cái sản phẩm này rồi. Thiết kế hộp mặt nạ thì nhìn cũng đơn giản thôi. Chỉ với 15ml mà Oanh dùng trong một tháng nha, tức là mỗi tuần dùng khoảng 2-3 lần á, mà Oanh cảm thấy là chỉ vơi đi một ít thôi. Nếu như mà cái sản phẩm full size 50ml thì Oanh nghĩ là tầm 3-4 tháng mới dùng xong một hộp đó. Mỗi lần mà sử dụng thôi á, thì Oanh chỉ dùng một cái lượng nhỏ thôi là đã đủ cho khắp mặt rồi. Mùi của sản phẩm á, thì hơi thiên về cái dược mỹ phẩm nên hơi nồng một tí, nhưng mà theo Oanh nghĩ á, thì cũng không có vấn đề gì đâu. Mặt nạ ngủ này á, thì có dạng gel màu xanh nhạt. Khi mà apply lên da thì cực kỳ mát nha. Oanh sẽ lấy một lượng nhỏ để test thử trên tay của mình nè. Okay. Khi mà massage lên á, thì chúng ta sẽ cảm thấy á, mặt nạ sẽ dần dần thấm vào da và không hề gây bít tắc lỗ chân lông và cũng không có nhờn rít luôn. Và buổi tối á, thì chúng ta chỉ cần thoa một cái lớp mỏng thôi, và sáng thức dậy á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được á, làn da rất là mềm mại nè và mịn màng hơn. Hãng Yurea á, có đưa ra một cái cam kết cho sản phẩm mà Oanh thấy cực kỳ thú vị, đó chính là 8 giờ ngon nhất, 8 giờ dưỡng ẩm siêu việt và 8 giờ lợi ích cho da. 8 lợi ích đó là mềm mại, mịn màng, căng mọng, tươi mát, rạng rỡ, xe kích lỗ chân lông, dưỡng ẩm và giảm nếp nhăn. Để đạt được những lợi ích trên là nhờ những thành phần nổi bật như Hyaluronic Acid có khả năng giữ nước rất tốt, giúp dưỡng ẩm cho da và làm mờ nếp nhăn chống lão hóa. Collagen, tác dụng của collagen là kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi của da. Chiết xuất hoa nhung tuyết là một chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, giúp chống lại những dấu hiệu lão hóa và tổn thương của da, giúp làn da căng mịn, săn chắc, đàn hồi và tươi trẻ, chống lại tác hại của tia cực tím. Sau đây thì Oanh sẽ có một số lưu ý cho các bạn khi mà chúng ta sử dụng mặt nạ ngủ nha. Khi lấy cái lượng gel mặt nạ ngủ ra sử dụng á, thì chúng ta không nên dùng tay lấy sản phẩm, bởi vì á, nhằm để hạn chế cái sự lây lan vi khuẩn, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái muỗng nhỏ này để có thể lấy gel ra. Và chúng ta nên bôi một cái lớp vừa đủ, không quá dày, cũng đừng quá mỏng, và nên chờ khoảng 30 phút trước khi đi ngủ để cho làn da của chúng ta hấp thụ hết dưỡng chất của sản phẩm và ngăn ngừa mặt nạ ngủ của chúng ta sẽ dính vào gối nha khi mà ngủ. Sử dụng sản phẩm ở bước cuối cùng của quy trình dưỡng da ban đêm, có thể thay thế kem dưỡng luôn nha. Một tuần thì Oanh sẽ sử dụng 2-3 lần thôi, nhưng mà đủ để cảm thấy được cái hiệu quả mà cái sản phẩm mang lại. Cứ thoải mái tinh thần mà ngủ ngon nhất, vì đến sáng là chúng ta sẽ cảm thấy có một cái làn da rất là ẩm mịn nè và căng bóng. Mặt nạ ngủ Yurea dưỡng ẩm da hiện đang được bán tại siêu thị mỹ phẩm. Không chỉ là cung cấp độ ẩm cho da nè, phục hồi da nè, mà còn có khả năng làm dịu da. Các bạn sẽ cảm nhận được á, làn da của chúng ta được tưới mát ngay từ lần đầu tiên sử dụng luôn. Giá của sản phẩm này là khoảng 500.000 cho một em có 50ml. Và Oanh nó sẽ kèm link dưới phần mô tả nha. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm để nhận được nhiều thông tin. Và chào tạm biệt mọi người.